Xin kính chào quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Tại sao Ấn hòa hoãn với Trung Cộng? Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn qua trường trình bày Thưa quý vị, Hội nghị thượng đến lịch sử Liên Triều vào ngày 27 tháng 4 vừa qua đã thu hút sự chú ý trên toàn cầu Tuy nhiên, ít ai để ý rằng có một cuộc họp quan trọng khác cũng bắt đầu cùng ngày giữa hai nước láng giềng khác ở châu Á với lịch sử không kém phần quan trọng được coi là hội nghị thượng đỉnh không chính thức giữa thủ tướng Ấn Độ Modi và chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình ở Vũ Hán, Trung cộng. Đây có thể nói là một sự phát triển mới trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia, đặc biệt là có vai trò quan trọng trong chính trị khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chuyến thăm của ông Modi tới thành phố Trung cộng Vũ Hán đã được một số người coi là một nỗ lực để có thể thiết lập lại các mối quan hệ giữa hai cường quốc lớn của châu Á trong khi hội nghị thượng đỉnh chưa thể tập trung vào các kế, kế hoạch chiến lược giữa Ấn Độ và Trung Cộng. Song, nó dường như đã thành công trong việc hạ nhiệt căng thẳng và có thể tạo ra không gian để có thể cải thiện mối quan hệ sau một năm đầy biến động, khi mà Ấn Độ và Trung Cộng tham gia vào cuộc đối đầu biên giới tàn bạo nhất trong nhiều thập kỷ qua. Sự bế tắc của họ ở vùng Doklam, xa xôi của Himalaya, là lần đầu tiên Ấn Độ đối đầu với lại Trung Cộng trên một biên giới tranh chấp bởi một nước thứ ba. Và với Ấn Độ tuyên bố đứng lên để chống Trung Cộng thay mặt cho Bhutan. Những thách thức tuyên bố từ cả hai phía, đặc biệt là Trung Cộng, là rất hung hăng và đáng báo động. Mặc dù cuộc đối đầu không leo thang và mối quan hệ trung ấn rõ ràng đã bước vào một giai đoạn rất khó khăn. Từng đáng chú ý, sau đó, chưa đầy một năm sau thì ông Tập Cần Bình và Mori đã ca ngợi đất nước của nhau và quyết tâm làm việc cùng nhau để đóng một vai trò rất là tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên thế giới. Như ông Modi đã nói phát biểu ở tại Vũ Hán, Ấn Độ và Trung Cộng dường như đang muốn chứng tỏ là họ có khả năng ngoại giao và chính trị để có thể quản lý khủng hoảng và tránh xung đột và sửa chữa mối quan hệ, bất chấp vấn đề biên giới. Mặc dù không có thỏa thuận lớn nào đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Vũ Hán, Modi và Tập Cận Bình đã công bố một số biện pháp xây dựng lòng tin và đề xuất hợp tác nhiều hơn. Trong đó báo cáo đưa ra là hướng dẫn cho quân đội của họ để giảm căng thẳng tại biên giới. Và họ cũng đang xem xét các dự án phát triển kinh tế chung ở Afghanistan như là một cách để xây dựng niềm tin. Trước khi hội nghị thượng đỉnh, thì Bộ trưởng Ngoại giao của hai nước cũng đồng ý rằng Trung Cộng sẽ tiếp tục chia sẻ dữ liệu về sông Brahmaputra và Sole cả hai đều bắt nguồn từ Trung Cộng và để giúp Ấn Độ dự đoán lũ lụt ở phía đông bắc của nó. Và họ cũng đã tuyên bố rằng một cuộc hành hương tôn giáo cho người Ấn Độ đi qua con đường Natala ở Tây Tạng sẽ mở lại trong năm nay sau khi mà Trung Cộng đóng cửa sau cuộc nổi dậy ở tại Doklam. Hơn nữa, Trung Cộng tuyên bố sẽ miễn thuế 28 loại thuốc theo tòa của Ấn Độ. Đây là một sự dựng bộ nhỏ nhưng hữu hình mà Ấn Độ đã kêu gọi do sự mất cân đối thương mại lớn đối với Trung cộng, thì đó là một tín hiệu có lẽ rằng Bắc Kinh tỏ ra nghiêm túc về việc giải quyết các mối quan tâm của Ấn Độ. Bước ngoặt này thể hiện nhiều ý nghĩa chính trị, mấu chốt nhất chính là ở chỗ nó cho thế giới thấy việc Ấn Độ và Trung cộng đã phải cân nhắc chiến lược ngoại giao đu dây và chấp nhận nuốt thần mà bắt tay bởi lỗ hổng quá lớn do Hoa Kỳ bỏ lại ở tại Á Châu. Đầu tiên có vẻ như Bắc Kinh và Delhi đã nhận thức rằng mọi thứ đã qua và qua quá xa ở tại Doklam. Trong khi Ấn Độ và Trung Cộng chưa có thể giải quyết được các vấn đề khó khăn ở biên giới, thì cả hai đều hiểu rằng một cuộc xung đột thật sự không phải là việc thay đổi với cả hai bên. Áp lực trong nước cũng đang dồn nén và thúc đẩy Bắc Kinh và New Delhi phải nên tìm kiếm một thỏa thuận. Và cuộc bầu cử quốc hội của Ấn Độ vào năm tới là ưu tiên hàng đầu của ông Modi và ông muốn tránh bất kỳ một scandal hoặc là chỉ trích quốc tế nào có thể làm suy yếu chiến dịch của ông trong nhiệm kỳ thứ hai. Một số nhà phân tích đã cho rằng ông Modi đã đi đến Vũ Hán một phần để có thể bảo đảm rằng Trung Cộng sẽ không tham gia vào các cuộc khiêu khích trước cuộc bầu cử. Đối với lại ông Tập, sau khi củng cố quyền lực, ưu tiên hàng đầu của ông vẫn là chuyển đổi kinh tế của Trung Cộng và đối mặt với áp lực thương mại quốc tế, đặc biệt là từ Hoa Kỳ, thời chính quyền ông Trump tập trung muốn giảm thiểu các vết nứt khác ở nước ngoài để tập trung vào trong chương trình nghị sự kinh tế của mình. Và cuối cùng, các cân nhắc chiến lược kinh tế rộng hơn đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa Ấn Độ và Trung Cộng đến với nhau. Mặc dù công bố một chiến lược mới của Ấn Độ Thái Bình Dương vào cuối năm ngoái, thì Washington vẫn thiếu một chính sách chặt chẽ cho khu vực. Cùng lúc, Tổng thống Donald Trump đã làm tổn hại đến sự tín nhiệm của quốc tế của Mỹ và tạo ra các khoảng trống lãnh đạo toàn cầu, đặc biệt là qua các quyết định rút khỏi các thỏa thuận quốc tế như là hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và hiện là thỏa thuận nguyên tử của Iran. Còn có các vấn đề phức tạp hơn nữa với việc ông Trump đe dọa một cuộc chiến thương mại tiềm năng. Bắc Kinh rất muốn làm dịu mối quan hệ chính trị và quan hệ kinh tế với các nước láng giềng và nó đã cảnh giác với sự phát triển của quan hệ Mỹ Ấn Độ trong vài năm qua. Tuy nhiên, với việc Hoa Kỳ bây giờ hành động không thể đoán trước được và đang bận biểu với lại Bắc Hàn và việc phá vỡ thỏa thuận nguyên tử của Iran, thì Bắc Kinh nhìn thấy một cơ hội để lôi kéo Ấn Độ rời xa Hoa Kỳ hơn. Ở thời ông Modi, Ấn Độ mấy năm trước đã thực hiện những bước táo bạo mà nó biết sẽ làm cho Trung Cộng bực bội. Ông Modi đã tiếp cận mạnh mẽ hơn đối với lại các quốc gia Đông Á và bắt đầu nhắc lại mối lo ngại của Hoa Kỳ về tự do hàng hải ở biển Đông đã đối đầu với lại Trung Cộng ở tại Đồclàm. Và đồng ý tái đối thoại bốn bên với Mỹ, Úc và Nhật Bản. Thế nhưng giờ đây, tình thế lại đảo ngược và sự tín nhiệm của Mỹ bị suy giảm mạnh mẽ và cam kết của Washington đối với lại trật tự tự do quốc tế dường như là không còn gì. Do đó, có thể giải thích tại sao Ấn Độ lại cảnh giác về việc đi xa hơn chung đường với lại Hoa Kỳ. Ông Modi có lẽ đang tính toán việc bình thường hóa quan hệ đối với là Trung Cộng để không bị bỏ mặt hoặc là đối đầu lại trong cuộc họp có hỗn loạn an ninh tại Á Châu hoặc là trong trường hợp Bắc Kinh lên nắm vai trò làm luật ở tại khu vực này. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Tại sao Ấn Độ hòa hoãn với Trung Cộng? Bài viết cho Trang Nguyễn biên soạn qua chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới.